Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với bản tin mới nhất ngày hôm nay. Quản lý ca sĩ Phi Nhung là Diễm Phạm hiện tại đang được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm và tìm hiểu thông tin là quản lý Diễm Phạm là ai và tại sao lại muốn hại Hồ Văn Cường. Thì các bạn sẽ cùng theo dõi hết clip này để có thể hiểu rõ hơn về thông tin về Diễm Phạm. Và ngay sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Kính mong tất cả quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, Diễm Phạm, quản lý của ca sĩ Phi Nhung là ai? Và tên thật của quản lý ca sĩ Phi Nhung là Diễm Phạm. Và quản lý của Phi Nhung là một người khá kín tiếng và không chỉ ở giới nghệ sĩ mà cả ở giới truyền thông. Và được biết, cô làm quản lý cho ca sĩ Phi Nhung đã hơn 10 năm nay. Và ngoài ra, cô cũng đang làm quản lý cho con nuôi của ca sĩ Phi Nhung là ca sĩ Hồ Văn Cường từ năm 2016 đến nay. Và cô được đánh giá là nữ quản lý có trình độ chuyên nghiệp và ứng xử vô cùng khéo léo. Và trong những động thái mới nhất, Diễm Phạm cũng đã đáp trả hàng loạt các thắc mắc về drama của Phi Nhung. Đáng chú ý hơn nữa, cộng đồng mạng đã tinh ý soi ra được những chi tiết kỳ lạ giữa lời khai của những người trong cuộc. Và qua đó, chúng ta đã biết thêm được thông tin chính Diễm Phạm là người đã giữ tiền hát cũng như là tiền cát xê của Hồ Văn Cường trong suốt 5 năm qua. Và hơn thế nữa, cũng chính cô là người đã đính chính sự việc hát chùa của ca sĩ Phi Nhung. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tiểu sử của Diễm Phạm. Quản lý của ca sĩ Phi Nhung là Diễm Phạm, sinh năm 1984. Và đây cũng là thông tin mà cộng đồng mạng đã tìm ra được. Và ngoài ra, chúng ta còn được biết thêm thông tin là quản lý Diễm Phạm đã kém ca sĩ Phi Nhung đến hơn 12 tuổi. Và tiếp theo thông tin là quản lý của ca sĩ Phi Nhung còn có biệt danh là Mr. Diễm, bố Tèo, quản lý Diễm Phạm. Và đây là những biệt danh đều rất ngộ nghĩnh và hài hước đối với cư dân mạng đã đặt cho anh. Và quản lý Diễm Phạm cũng có rất nhiều thông tin mới nữa là cô còn có tấm bằng về kinh tế và sau đó cô bắt đầu làm quản lý cho ca sĩ Phi Nhung đến nay thì đã hơn 10 năm. Và tiếp theo, một thông tin nữa mà cộng đồng mạng cũng đang rất quan tâm là quản lý Diễm Phạm, là quản lý của ca sĩ Phi Nhung là nam hay nữ. Và theo tất cả các nguồn phỏng vấn độc quyền với báo chí thì quản lý Diễm Phạm là nữ và cô đã cùng ca sĩ Phi Nhung và hỗ trợ ca sĩ Phi Nhung rất nhiều trong việc kiểm soát chi tiêu, di chuyển, bay và bốc lịch diễn. Ngoài ra, cô đã là quản lý của Hồ Văn Cường được hơn 6 năm nay. Và Diễm Phạm từng bị nhầm là nam giới vì hai lý do. Trước tiên vì cô thường xuyên được nam ca sĩ Hồ Văn Cường gọi với tên thân mật là bố Tèo. Và tiếp đến vì phong cách ăn mặc cá tính của cô khi xuất hiện trước ống kính truyền thông. Mọi người thường thấy Diễm Phạm ăn mặc những đồ rộng cá tính như cắt tóc, mái tóc ngắn, xù đặc trưng giống với đàn ông. Và mối quan hệ giữa Phi Nhung và Diễm Phạm là như thế nào cũng đang được rất nhiều quý vị khán giả thắc mắc và cũng cho rằng có một mối quan hệ thân thiết nào đó. Và mối quan hệ giữa Phi Nhung và Diễm Phạm không chỉ là mối quan hệ giữa ca sĩ và quản lý mà họ còn rất thân thiết và gắn bó với nhau như ruột thịt. Và Diễm Phạm đã đồng hành cùng với Phi Nhung trong suốt thời gian là gần 10 năm qua và thời điểm đầu cả hai chỉ biết nhau, từng làm công việc chung. Và tuy nhiên, sau thời gian hợp tác thì Phi Nhung và quản lý dần quý mến và tin tưởng nhau và thân thiết như ruột thịt. Và trong suốt thời gian đi hát tại Mỹ và cả ở Việt Nam, Diễm Phạm đã là người lo chu toàn mọi thứ cho ca sĩ Phi Nhung. Và cô cũng nhận trách nhiệm đứng ra trao đổi, bầu xô, đơn vị tổ chức chương trình, nhãn hàng. Ngoài ra, cô còn thay mặt Phi Nhung giải quyết các vấn đề sao cho chuyên nghiệp nhất. Và đặc biệt hơn nữa, trong cả việc kinh doanh cá nhân của Phi Nhung cũng như là khai cửa hàng chay thì Diễm Phạm cũng hỗ trợ rất nhiệt tình, sở dĩ là bởi sự tin tưởng của Phi Nhung dành cho cô là rất lớn. Vì vậy, ca sĩ cũng đã bàn giao chuyện quản lý tiền bạc cho Diễm Phạm để bản thân có nhiều thời gian tập trung vào chuyên môn hơn. Và được biết hiện tại Diễm Phạm cũng là quản lý của cả Hồ Văn Cường và chịu trách nhiệm sắp xếp lịch làm việc. Và ngoài ra, cô còn giữ tiền cát xê, tiền thưởng từ Việt Nam Idol Kids của nam ca sĩ trong vòng suốt 5 năm qua. Và tiếp theo là về việc lùm xùm giữa tiền cát xê 40 triệu đồng thì quản lý của ca sĩ Phi Nhung là Diễm Phạm cũng đã đính chính về việc đi hát ở chùa. Và sự việc Phi Nhung đi hát ở chùa và đòi cát xê 40 triệu đã được quản lý Diễm Phạm lên tiếng đính chính. Và sự việc bắt nguồn vào sáng ngày 15 tháng 6 năm 2021. Ca sĩ Phi Nhung bị đàn em Lưu Trấn Long tố xấu việc nữ ca sĩ đi hát ở chùa nhưng đòi cát xê cắt cổ là 40 triệu đồng tiền xăng xe. Và đáng chú ý hơn nữa, nam ca sĩ Long đã nhiều lần xác nhận đây là câu chuyện hoàn toàn có thật. Và anh nói chính mình là người kêu gọi chị Nhung và liên hệ quản lý Diễm Phạm để đi show chùa này.
Và show diễn là vào ngày 21 tháng 1 năm 2017 âm lịch. Địa điểm của show diễn là tại chùa Đại Tòng Lâm, huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Và Long cho biết rằng trước đó vài ngày anh đã gọi quản lý Diễm Phạm để hỏi về vụ tiền show. Và về phía quản lý, cô chỉ bảo lấy tiền xăng chứ không nói là một con số cụ thể. Và khi show diễn kết thúc, nhà chùa tưởng chỉ lấy phí đi lại chỉ gửi 5 triệu. Tuy nhiên, phía Phi Nhung đã không chịu và đòi hẳn 40 triệu đồng tiền xăng. Và cô còn đòi số tiền lớn như vậy không thành nên hậm hực bỏ về. Và đáp trả lại lời cáo buộc của nam ca sĩ Lưu Trấn Long, quản lý Diễm Phạm đã đăng tải dòng trạng thái tối ngày 15 tháng 6. Và cô cũng khẳng định Lâm Trấn Long đã bịa đặt sai sự thật và chỉ ra hàng loạt điểm sai lệch trong lời tố. Và cụ thể, Diễm Phạm cũng cho biết show thường niên của chùa này chỉ diễn ra vào ngày 19 hàng tháng âm lịch chứ không phải là ngày 21 tại thời điểm đó. Và Phi Nhung và các con nuôi cũng bận chạy show tại sân vận động tỉnh Bến Tre, sẽ không thể nào rảnh bay về Vũng Tàu trong thời gian này. Và quản lý của ca sĩ Phi Nhung cũng lên tiếng về ồn ào cắt xê của Hồ Văn Cường. Về việc ồn ào mới nhất hiện nay là về việc cắt xê giữa Diễm Phạm và Hồ Văn Cường, ca sĩ Phi Nhung đã khẳng định rằng mình không trực tiếp giữ khoản tiền 200 triệu đồng ấy mà là do quản lý Diễm Phạm giữ. Và quản lý Diễm Phạm đã xác nhận mình giữ 200 triệu đồng cùng với Phi Nhung chứ không phải là riêng mình giữ. Và ngoài ra, cô cũng còn nói rằng mình giữ tiền để hỗ trợ cho việc học của Cường. Và khi được hỏi tại sao lại giữ tiền của Hồ Văn Cường mà không phải là bố mẹ ruột, thì Diễm Phạm giải thích rằng đây là thỏa thuận của gia đình Cường với phía quản lý cùng của Phi Nhung. Và ngoài ra thì cô cũng chia sẻ tại sao Hồ Văn Cường phải lên tiếng xin lỗi mẹ nuôi. Và cô cũng cho rằng Hồ Văn Cường là người phát tán thông tin xấu về Phi Nhung. Vì vậy nếu không giải thích và xin lỗi thì các cơ quan chức năng sẽ bắt giữ Cường để điều tra. Và có thể thấy sự việc này vô cùng nghiêm trọng và liên quan đến cả mẹ con Phi Nhung và quản lý Diễm Phạm. Bởi lẽ trước giờ cô luôn là người vô cùng kín tiếng. Và mới đây nhất, quản lý của ca sĩ Phi Nhung là Diễm Phạm đã trao trả số tiền 500 triệu đồng cho Hồ Văn Cường. Vào chiều ngày 11 tháng 10, Diễm Phạm, quản lý của ca sĩ Phi Nhung đã thông báo trả lại tiền cho Hồ Văn Cường theo nguyện vọng của gia đình. Tuy nhiên, phía công ty cũng đã trao thêm 500 triệu đồng là số tiền Phi Nhung đã hứa tặng Hồ Văn Cường khi ra ở riêng. Đặc biệt, vụ việc này luôn thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Và câu hỏi luôn được đặt ra là sau khi ca sĩ Phi Nhung đã qua đời, ai sẽ trao trả số tiền thưởng Việt Nam Idol Kids của năm 2016 và tiền cắt xê sau nhiều năm đi hát cho Hồ Văn Cường. Nhưng vụ việc mới đây đã được giải quyết ổn thỏa và êm xuôi. Và hiện nay thì đang có rất nhiều luồng dư luận và rất nhiều nguồn thông tin trái chiều với nhau. Rất nhiều người khi mà mới có thông tin ra là quản lý Diễm Phạm đã trao trả hết số tiền cho Hồ Văn Cường thì đã có những lời chỉ trích và nói Hồ Văn Cường là một người vô ơn, ăn cháo đá bát và đã quên đi công ơn nuôi dưỡng của ca sĩ Phi Nhung đã nuôi dưỡng Hồ Văn Cường bấy lâu nay. Và cũng cho rằng nếu như không có ca sĩ Phi Nhung thì sẽ không có cái tên Hồ Văn Cường như ngày hôm nay, mà Hồ Văn Cường đã vội vã đòi số tiền đó khi người mẹ nuôi của mình mới nằm xuống. Và những thông tin hiện nay thì lại xoay quanh cái sự việc này và lại cho rằng có thể quản lý Diễm Phạm đã sắp đặt mọi việc và đẩy Hồ Văn Cường vào thế đường cùng, cũng như để tất cả mọi người sẽ chửi bới Hồ Văn Cường là một người vô ơn. Nhưng sự thật thì chúng ta cũng đã biết là rất nhiều nguồn thông tin cho rằng là quản lý Diễm Phạm đã sắp đặt mọi việc và có thể rằng sẽ bắt gia đình Hồ Văn Cường cũng như là để Cường làm theo những cái sự việc đó, cũng như những cái thông tin đăng tải trên mạng xã hội khi Hồ Văn Cường đã nhận đủ số tiền. Và một sự việc nữa là bắt mẹ Hồ Văn Cường đã cầm cuốn sổ tiết kiệm trong tay và nói về việc là mọi người đừng lên tiếng chỉ trích về ca sĩ Phi Nhung nữa. Tiền thì mẹ Hồ Văn Cường đã cầm trong tay rồi. Có thể thấy sự việc này đều là trong mọi sự sắp đặt của quản lý ca sĩ Phi Nhung là Diễm Phạm. Và sự việc này hiện tại thì vẫn chưa thể nào có hồi kết bởi vì vẫn còn rất nhiều lùm xùm. Và sự việc này sẽ kết thúc khi mà Hồ Văn Cường sẽ đứng ra để có thể có một tiếng nói chung. Và đặc biệt là Hồ Văn Cường có thể lên tiếng để đứng chính sự việc, cũng như là Diễm Phạm sẽ có thể trả lời với truyền thông. Bởi vì tất cả những lùm xùm này là xoay quanh sự việc ca sĩ Phi Nhung cũng chưa trả số tiền cắt xê cho Hồ Văn Cường. Và khi ca sĩ Phi Nhung đã qua đời thì quản lý Diễm Phạm đã trao trả số tiền này lại cho Hồ Văn Cường. Nhưng hiện tại vẫn đang có nhiều sự việc khúc mắc và nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Và rất nhiều người đã lên tiếng để bênh vực Hồ Văn Cường, cũng như là Bầu Thị và Danh Ca Ngọc Sơn đã lên tiếng để bảo vệ giúp em Hồ Văn Cường. Bởi vì tất cả chúng ta hiện nay cũng đã biết những thông tin dồn dập đến em Hồ Văn Cường, nhưng vẫn có những luồng thông tin trái chiều khác nhau. Có những người thì tỏ ra rất giận dữ đối với Hồ Văn Cường, còn nhiều người thì lại tỏ ra cảm thông và cũng nói rằng Hồ Văn Cường còn rất trẻ và sự nghiệp cũng còn rất dài, và sự việc thì cũng không thể nào nghe theo một phía.
và mình cũng sẽ cố gắng cập nhật những nguồn thông tin mới nhất xoay quanh lùm xùm giữa việc quản lý Diễm Phạm đối với Hồ Văn Cường và những sự việc xoay quanh về Hồ Văn Cường, và mình sẽ luôn cập nhật thông tin để có thể đưa đến cho tất cả mọi người sẽ hiểu thông tin mới nhất.